Và kính thưa quý vị, tiếp theo sẽ là một thí sinh dễ thương, lấy được nhiều tình cảm từ giám khảo Hoài Linh. Đó chính là Thủy Tiên. Khi mà biết được chủ đề của bài nhảy là một con thuyền, thật sự là chết rồi. Mình mà chèo thuyền trong mình lật thuyền mất. Nhưng mà mình nghĩ là anh Quý và Lâm sẽ có những cái biện pháp để mình có thể vượt qua được con thuyền này. Lâm và mình sẽ đóng vai hai vợ chồng. Lâm là một anh chàng say rượu và mình thì lại là một người vợ đánh đá hay mắng chồng. Mà dù gì thì ghét nhưng mà yêu thì vẫn yêu. Thật sự là mình đã cố gắng hết sức rồi thì mình nghĩ là dù có kết quả như thế nào thì mình vẫn vui. Trời ơi là trời, đã biểu là không có được nhậu mà cứ nhậu hoài à. Xong việc rồi mà bà xã, cho anh nhậu lai ra dài xị đi mà. Không được. Ui da. Gió lên rồi căng buồm cho khoái, gác chèo lên ta nướng khô khoai. Họ hơ nhậu cho tiêu hết mấy chai. Khoan hỡi khoan hò bỏ ghe mà nghiêng ngựa ơi ơi là hò. Không ai chống chèo, không ai chống chèo. Hò hò là hò. Biến êm đềm nhịp nhàng sông vô tiếng cười reo vang khắp nơi nơi. Hò hơ người dân vui sống quanh năm quen với biển trời sống vui no ấm chứa chan tình người. Cho khoang ca đầy vui khoang ca đầy ơi hò là hò. Thấy chưa, nghe lời tôi không sai xỉn, tôi thương. Nghe lời bà xã luôn, bà xã thiệt là số 1. Đúng rồi. Nếu mà có giải thưởng dành cho cặp đôi dễ thương nhất chương trình thì Ngọc Diệp bỏ phiếu cho hai bạn. Rất là chúc mừng cho phần trình diễn vừa rồi ạ. Xin mời phần nhận xét đầu tiên từ giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Theo tôi nghĩ nhé, là Thủy Tiên chắc chưa bao giờ dám cho mình một cái suy nghĩ là có một ngày nào đó sẽ mặc một chiếc áo bà ba nó đẹp và nó vừa vặn, nó dễ thương như thế này, làm sao dám được, đúng không? Với cái số cân như vậy đó, nhờ chương trình ngày hôm nay em đã có thể tự tin, mạnh dạn mặc một áo bà ba rất là dễ thương. Những chi tiết trong bài thể thi là hoàn toàn hợp lý hết, là người chồng say xỉn rồi tụi em kết hợp với cả động tác múa khiều cái chai rượu, nó đúng là một cái tâm lý của một người mê rượu thiệt. Khiêng cả ông chồng say xỉn về quăng trên cái thuyền để cho ông tỉnh lại. Nói chung là có những động tác di chuyển, múa là có, nhảy thì vẫn còn thiếu một chút. Nhưng mà cái bài hát này dân gian nó cần múa nhiều hơn là nhảy, cho nên là tụi em diễn tả và đúng hợp lý bài hát. Nói chung là một tiết mục thật sự là dễ thương và nó dễ lấy điểm, đặc biệt là những người miền Nam, một sự lựa chọn rất thông minh. Xin cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Ôi trời, anh Hoài Linh thì khỏi lo đi. Nói về dân ca là anh đã tự cho điểm 10 rồi. Không, cái đó 7 rồi, cái đó 7. Ngọc Diệp có nhận thấy cái gương mặt của anh Hoài Linh rất là thích thú. Nói về dân ca thì chắc chắn tự nhiên anh Linh cũng sẽ tự cho điểm 10. Bắt đầu xét tới cái động tác hay là kỹ thuật như thế nào tính sau. Nhưng mà dân ca là anh Linh yêu dân ca nhất. Đó là Hưng nói rất là chính xác luôn, không có gì nói bậy hết trơn á. Anh thử có nói đúng không? Thật sự Hưng nói thì đúng chứ không phải là sai. Tôi rất là yêu dân ca. Tuy nhiên chính vì cái yêu dân ca đó, tôi cần cái sự thể hiện của một bài dân ca mà nó ra đó. Nếu mà các bạn dàn dựng tinh tế hơn một chút xíu nữa, thay vì Sơn Lâm nằm ở dưới này thì hai vợ chồng đang lục đục trên ghe, thì Sơn Lâm xỉn lăn xuống nước, bà này nhảy theo hốt lên đó, hiểu không? Cấm không uống rượu nữa nghe chưa, lo làm ăn đi. Đó, thì nó sẽ hay hơn là cái lúc này. Lúc đó khi mà Lâm say xỉn xong rồi ngủ xong rồi lọt xuống sông một cái là bà này sắn quần nhảy xuống. Tại vì lúc đó là ghe còn cặp bờ mà chưa ra khơi thì... Em nghĩ là mùa thứ hai của BẠC NHÖI NGÀN CÂN phải trân trọng mời anh Hoài Linh làm tổng đạo diễn. Kiểu sao lao rồi chứ còn gì nữa. Tôi chỉ cần ăn một đầu lương là tôi đủ rồi nha. Cũng như ăn một đầu cá khô là tôi đủ rồi, tôi không cần ăn hai đầu lương. Thật sự ra thì nếu mà như vậy thì cái bài nó sẽ đắt hơn, và cái phần mà sử dụng cái con thuyền nó hợp lý hơn. Đúng vậy, nói từ lần trước rồi. Khi cả cái tiết mục nào chuẩn bị thi á, làm ơn gọi điện thoại hoặc là hỏi ý kiến anh Linh đi. Cứ vậy hoài. Tuy nhiên cái phần dựng của các bạn vẫn dễ thương, nhưng ý của tôi nói là muốn cho nó tới hơn thì chúng tôi sẽ hiểu hơn. Không cần cái lời bài hát, mở cái nhạc không, chúng tôi vẫn hiểu được cái điều đó. Đó là phần đòi hỏi của tôi, để cho nó thêm cái phần nó hấp dẫn hơn xí trong cái mắt của tôi thôi. Chứ còn đối với các bạn thì cái bài này tôi nghĩ là nó cũng đủ đẹp và đủ để cho mọi người hiểu rồi. Tuy nhiên tôi có cái phần này nói với Tiên nè, thật sự ra đó, con vô cái vai này á, bận cái áo bà ba rồi tướng tá như vậy đó, nó rất là ra một cái bà mà lam lũ lo lắng cho con, bếp nút rồi này nọ. Mà có ông chồng say xỉn, nhiều khi có chồng say xỉn buồn ăn miết mập chứ bộ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn Sơn Lâm, cảm ơn Thủy Tiên. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Và xin mời giám khảo John Huy Trần. Đúng, anh Hoài Linh nói cái bài này rất là dễ thương. Đúng là dễ thương, nhưng mà nó có thêm nhiều hơn nữa. Kỹ thuật nè, truyền thống nè, giải trí, thu hút. Văn Quý biên đạo một cái bài rất là thú vị, vì nó có nhiều thể loại khác nhau. Với một cái bài nhạc dân ca như vậy, tụi em thể hiện là hip hop nè, cũng thể hiện mấy cái kỹ thuật đương đại luôn. Và nó rất là kịch tính. Khi khách tụi em sử dụng cái đạo cụ và cái này mình kêu bằng cái gì? Máy dầm. Nó rất là sáng tạo. Anh mới để ý về một cái mới và anh cũng không tin được. Cái chân của Tiên, duỗi chân cho anh xem đi. Đó mình kêu bằng chân đẹp trong ballet. Rất là đẹp. Nhiều dancer ballet muốn cái chân của em. Rất muốn, rất cần. Và từ đầu đến giờ anh chưa bao giờ để ý về cái chân của em. Nhưng mà trong cái bài này với mấy cái động tác kỹ thuật và bước đi đó, chừng nào mình múa hay nhảy gì đó, mình phải duỗi cái chân. Và hôm nay anh thấy rõ ràng cái điều đó trong cái bài của em. Rất là ngạc nhiên về cái điều đó. Vâng, xin cảm ơn ban giám khảo. Và rõ ràng đối với chương trình BẠC Nhảy Ngàn Cân thì đôi chân rất là quan trọng. Cho nên chúc mừng Thủy Tiên đã có đôi chân đẹp trong mắt anh John Huy nha. Bây giờ là số điểm đầu tiên từ giám khảo John Huy Trần. Bao nhiêu điểm cho đôi chân đẹp? Khó đấy. Tôi nghĩ là cái vòng này khó chấm kinh khủng. Và số điểm là 10 điểm. 10 điểm. Vâng, điểm 10 đầu tiên mà anh John Huy đã sử dụng trong ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh. Và xin mời giám khảo Hoài Linh. Là một cái người khó tính mà John Huy còn cho được 10 điểm. Là một người mê dân ca, tôi đâu có quyền lý do gì mà tôi cho bạn 9 điểm. 10 điểm. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Luôn đồng cảm với giám khảo Hoài Linh, đó chính là giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và ngày hôm nay là một sự khác biệt, phải thể hiện đi anh ơi. Đúng vậy, tôi phải cố tình làm sự khác biệt đó. Đúng rồi, cố gắng là đi. Ai mà làm như vậy anh Trường Giang? Thật ra thì phải thừa nhận một điều là tôi luôn luôn đòi hỏi cái nhịp nhàng, cái cảm nhạc ở trong Thủy Tiên nhiều lắm. Những vòng nào tôi cũng nhắc điều đó. Ngày hôm nay Thủy Tiên thật sự là làm anh bất ngờ ở tiết mục trước nhiều hơn là tiết mục này, cho nên là. Vậy thì Đàm Đệ nghĩ sao hả? Mấy điểm này. Một cái người nắm rõ về kỹ thuật và chuyên môn nhiều như John Huy, và còn đánh giá được cái sự đặc biệt của các bạn với cái nhìn của một người khán giả, một người đồng nghiệp. Tôi quan sát chi tiết khác và tôi cũng không có ngại ngùng gì tặng các bạn điểm 10. Chúc mừng Sơn Lâm và Thủy Tiên. Và sau hai bài thi thì điểm trung bình ban giám khảo dành cho hai bạn là 9,8 điểm. Bây giờ mời Thủy Tiên lên bàn cân. Thủy Tiên, cân nặng cũ 96 cân. Cân nặng của Thủy Tiên là 94,4 cân, giảm 1,6 cân, tương đương 1,7%. Và tổng điểm của bạn là 11,5 điểm. Và kính thưa quý vị, như vậy với việc giành được tổng số điểm là 11,5 điểm, Thủy Tiên là người đầu tiên trong đêm hôm nay giành được chiếc vé bước vào đêm chung kết của chương trình BẠC Nhảy Ngàn Cân. Chúc mừng Thủy Tiên, chúc mừng Sơn Lâm, chúc mừng Ngọc Tân. Bộ ba hoàn hảo cho đến thời điểm này. Vâng thưa quý vị, và trong đêm nay chúng ta chỉ có một thí sinh duy nhất an toàn, và đó chính là Thủy Tiên. Chúc mừng bạn. Vâng, xin cảm ơn ba bạn và mời ba bạn trở về vị trí của mình.